Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 26 tháng 7, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri ba xã Việt Hồng, Việt Cường, Vân Hội, huyện Trần Yên. Tại hội nghị, sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026, trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, cử tri ba xã Việt Hồng, Việt Cường và Vân Hội, huyện Trấn Yên bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đề nghị tỉnh và cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng hư hỏng của trạm tiếp sóng thông tin khi có mưa bão, đầu tư nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp. Cử tri cũng kiến nghị hiện nay cống thoát nước tuyến đường từ nút giao IC12 qua địa bàn thôn 5 đã bị hỏng, ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi diện tích đất để giao lại cho người dân do công ty chè Việt Cường hiện đang quản lý một số diện tích chè không hiệu quả. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực của cử tri đối với những vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đồng thời trao đổi làm rõ từng vấn đề cử tri quan tâm. Một số ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.